Đoàn xúc tiến thương mại do đại diện Bộ Công Thương dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi nhằm quảng bá và thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng Nam Phi thông qua các kênh bán lẻ tại nước này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một đoàn xúc tiến thương mại chuyên biệt sang thị trường châu Phi để thực hiện đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài, được Thủ tướng Chính phủ duyệt trước đó cho năm 2015. Thành phần đoàn lần này bao gồm những doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Nam Phi không chỉ là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, mà còn là quốc gia phát triển nhất châu lục trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại. Do vậy, việc xúc tiến đưa hàng hóa Việt Nam vào Nam Phi cũng sẽ giúp các sản phẩm của Việt Nam có thêm nhiều cơ hội xâm nhập vào châu lục 1,2 tỷ dân này.